Giữa ồn ào tình cảm, Hạ Vi một lần nữa xuất hiện tại nhà Cường Đô La. Có lẽ như nghi vấn hợp tan của cặp đôi Hạ Vi và Cường Đô La vẫn cứ xoay vòng và không biết đến bao giờ mới có hồi kết. Nhiều ngày trước, trong lúc Cường Đô La gây xôn xao khi khẳng định Hồ Ngọc Hà là bạn tri kỷ, thì Hạ Vi bất ngờ xuất hiện tại Hội An cùng một người đàn ông lạ mặt. Và vào giữa ồn ào chuyện tình cảm, Hạ Vi bất ngờ khóa tài khoản Facebook. Rồi chỉ vài giờ sau, cô mở lại, kèm theo dòng trạng thái khá tâm trạng. Toàn bộ sự việc trên đã khiến cho dân mạng tò mò và quan tâm về mối quan hệ tình cảm hiện tại của bộ ba Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La và Hạ Vi. Mới đây, chúng tôi đã tình cờ bắt gặp Cường Đô La xuất hiện trước một quán cà phê ở khu vực Hồ Bán Nguyệt, quận 7 với chiếc siêu xe màu vàng nổi bật của mình. Sau khi gặp mặt bạn bè xong, anh lái xe trở về nhà. Theo quan sát, một lúc sau thì Hạ Vi bất ngờ bước ra từ nhà Cường Đô La. Cô nàng nhanh chóng lên một chiếc xe khác của Cường Đô La và đi đến một tiệm làm nail ở gần đó. Có lẽ như cặp đôi Cường Đô La và Hạ Vi đã làm lành lại với nhau, và điều đáng nói là những nghi vấn hợp tan của họ vẫn cứ xoay vòng và không biết đến bao giờ mới có hồi kết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!